Sê kho bát ta quyên vi che sa ti Yama lo canh cha y măng sa đê hoa căng Sê kho tham ma pa đăng su đê si tăng Cô sa lo bơ pha mê hoa pa che sa ti. Dạ con xin hát ạ. Kính mời cô tu nữ tự duyên tiếp theo ạ. Alo, một đặt cảm thanh của tự nhiên không ạ? À? Alo. Dạ, cảm ơn lần đầu đã cho biết nghe rõ. Dạ, cảm ơn. Năm ma giá mô san kha giá con thành kính đảnh lễ chư tăng, kính lễ thượng linh đại đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam thánh nữ. Chị Duyên xin kể kinh pháp cú số 45. Cảm ơn Quân. Sê khô bá tha huyên vì xe vì che xa ti Dà mà lô canh cha y măng xa đê hoa căng Sê khô thăm ma ba đăng su đê si ta bu sa bop mi ba sa ti Sê khô ba ta huyên vi che sa ti Dạ ma lô canh cha y măng sa đê hoa căng Sê khô tham ma ba đăng su đê si tăng Cô sa lô bấp pha mi hoa ba che sa ti Sê khô bát thâu quyền vi sa tí yam ma lô cành cha y măng sa đề quá cằn Sê khô thầm ma bát đằng su đề si tăng Cú sa lô phá mi quá bát chết sa tí Hữu học chinh phục đất Và ma thiên giới này hữu học giảng pháp cứu như người khéo hái hoa. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai người chinh phục cái ta, chinh phục thiên giới dạ ma các hàng, bậc hữu học con đàn, như tay thiện xảo kết tràn hoa tươi. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, thì Duyên đã kể xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Lạc Lê. Dạ, kính mời chị Lạc Lê. Dạ, kính cảm ơn cô Tiền Duyên. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Dạ, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đỉnh lễ Thượng Cảm Minh Hạnh. Con kính đỉnh lễ chị Đại Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh, Quang Thanh và Đặng Đông đã cho biết âm thanh rõ. Con xin đọc câu phúc cú số 45 ạ. Sê khô bá tha quỳnh quý xích sa tí Yá má lô cành chá y măng sa đề quá cằn Sê khô thầm má bá đằng sê su đề sư tằng Su ca lô phúc bá mi quá bá xích sa tí hữu hình chinh phục đất dạ ma thiên giới này hữu học giảng pháp cứu như người kéo hái hoa và đó là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây là phổ thơ của ngài Giới Đức. Ai người chinh phục cái ta chinh phục thiên giới dạ ma các hàng
bậc hữu học khéo côn đàn, như tai thiền xảo kế tràng hoa tươi. Dạ giờ giờ con xin đọc kệ. Sê cô pa tha quỳnh vi sê sa ti ya ma lô cánh chạy măng sa đê qua cần sê cô thăm mang pa đăng su đê si tăng su ca lô pô pa mi pa pan sê sa ti sê cô pa tha quỳnh vi sê ta ti ya ma lô cánh chạy măng sa đê qua cần sê cô thăm ma pa măng ba đăng su đê si tăng su ca lô pô pa mi pa pan sê sa ti. Dạ con đã đọc xong. Xin mời chị Đặng Đông kế tiếp ạ. Sa thú chị Lạc Lê, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Ông Đức Phật kính đảnh lễ chư Tôn Đức Hàng, con kính đảnh lễ Thượng Phật Đại Đức Tuệ Nhẫn. Đức thử cái gì rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 45. Sê khô bá tha vinh vi chát sa ti ya ma lô cầm cha y mặn sa đề quá cằn sê khô thầm ma ba đằng su đề si tăng cú sa lô bắp pha mi quá ba chát sa ti sê khôn ba tha vinh quy chát sa ti ya ma lô cằn cha y mặn sa đề quá cằn sê khôn thầm ma pa đằng su đề si tăng cu sa lô búc pha mi quá ba chát sa ti sê khôn ba tha vinh quy chát sa ti ya ma lô cằn cha y mặn sa đề quá cằn sê khô thầm ma pa đằng su đề si tăng cu sa lô búc pha mi quá pa chét sa ti hữu học chinh phục đất dạ ma thiên giới này hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sê khô ba tha vinh vi cha sa ti ya ma lô cằn cha cằn sê khô su đê ma lô búc pha mi quá ba cha sa ti ai người chinh phục cái ta chinh phục thiên giới dạ ma các hàng bậc hữu học khéo con đàn như tai thiện xảo kết tràn hoa tươi. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sistina. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ với sư với cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 45. Sư cô và thầy huynh vì chết sa ti ya ma lô cằn cha y bằng sa đề quá cằn sê khô thầm ma qua đằng sư đế si tăng cô sa lô bút pha mi quá pa chết sa ti hữu học chinh phục đất dạ ma giới này hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sê khô pha thao vinh vi chết sa ti dạ ma lô cằn cha y mặn sa đề quá cằn sê khô thâm ma pa đăng sư đê si tăng cú sa lô búc pa mi quá pa chê sa ti sê khô pa tha vinh vi chết sa ti dạ ma lô cằn cha y mặn sa đề quá cằn sê cô tham ma bà đăng sư đệ si ta
thiện xảo kết tràn hoa tươi của hòa thượng giới đức, và con kính tri ân quý sư và quý cô tu nữ và đại tràng. Dạ nam mô Bụt Tha, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sankha, dạ con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thường Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ông bài câu pháp cú số 45. Sê khô bá tháo viêm quý chép xá tí giá ma lô canh chá ý màu xá đề quá căng sê khô thăm má phá đằng xú đề xí tăng cú xá lô phút phá mí quá phá chép xá tí sê khô phá tháo viêm quý chép xá tí giá ma lô canh chá ý màu xá đề quá căng sê khô thập má pa đằng su đề di tằng cú sa lô put pa mỹ quá bát chết sa tí sê khô pa tháo viêm quý chết sa tí giá má lô canh chá ý măng sa đề quá cằn sê khô thập má pa đằng su đề di tằng cú sa lô phút phá mi quá phá chết sa tí hữu học chinh phục đất dạ ma thiên giới này hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ai người chinh phục cái ta, chinh phục thiên dạ ma các hàng bậc hữu học khéo con đàn như tai thiện xảo kết tràn hoa tươi. Bản cổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của huynh Quách Thá Ná xích Nhật Quỳnh nha. Sa thu sa thu lần tay xít ta cảm vân tay xít truyền online cái là thích ra giơ tay cái già bị rớt mạng luôn rồi. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sẵn Kha Ya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng, kính đảnh lễ chư đại đức tăng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Và con xin được kể kinh pháp cú số 45. Sê cô pa tha win vi sê cha ti ya ma lo can cha i mang sa de wa kang sê khô tham ma pa đăng su de si tăng cú sa lo pu pa mi wa pa che sa ti hữu học chinh phục đất dạ ma thiên giới này hữu học giảng pháp cú như người khéo hái hoa. Bản dịch ngài Minh Châu. Ai người chinh phục cái ta, chinh phục thiên giới dạ ma các hàng, bậc hữu học khéo con đàng như tay xiện xảo kết tràng hoa tươi. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Nam mô Bụt Tha Ya, kính mời xích Nhật Huỳnh coi lên thử mic coi thấy rớt hoài vậy. Kính mời xích Nhật Huỳnh nha. Dạ, cảm ơn huynh Quách Thanh Á. Dạ, Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ cho Nhật Quỳnh, kính chào đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con bị rớt mạng liên tục nên con cũng không biết vị nào đã trả bài và chưa trả bài, nhưng mà con cũng thấy đã còn có một phút nữa thôi. Dạ, con xin phép hôm nay không trả bài. Dạ, con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ tại viên và quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ đến giờ học bài mới câu phổ câu 8 46.
Dạ, cảm ơn Quỳnh. Tết hết cái đường rồi. Dạ. À, giới thiệu Quỳnh. Thanh tịnh. Alo, Sít Nhật Huyền ơi, trong room hết nghe Sít nữa rồi đó, ra nó rồi, ra khỏi room rồi. Để chờ coi tí nữa, coi Sít lại kể lại được không? Nếu chờ. Alo, alo, Sít Nhật Huyền, mời Sít Nhật Huyền lên cầm mic, là rớt nữa rồi, rớt ngoài ấy. Để không mất thì giờ, Vatthana xin được thay mặt Sít Nhật Huyền thỉnh Pháp Sư. Brahmacaloka thipati sahampati katanjari antivarang ayacata santitha sattapriyaka chatika tesetu thammang anukampimang pachang. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm mà vườn lộc giá ngài rời chân sang, thuyết pháp đồ các hàng đệ tử, có năm thầy thính ân dư pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đẳng trí tri vẹn toàn. Dạ Nam Mô Phật Thà Giá, thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn A Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú số 46 ngày hôm nay. Nam Mô Phật Thà Giá, giảng kính cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn. Dạ, sa thú chú Vách Thanh ạ. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ chúng ta chia sẻ lời dạy của Đức Phật. Xin quý vị cùng với chúng tôi nghiêm tịnh thân khẩu ý để đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afiwademi Swakato phagawata thammo thammang namasami Supatipanno phagawato sawaka sangho sangkhang namasami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ được bánh xe, bẻ được gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật là xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo thật là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Chỉ với những ai có duyên lành được nghe và thực hành theo đúng chánh pháp, người ấy sẽ được giác ngộ đời này, đời sau và chấm dứt tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo, đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có duyên lành gieo những hạt giống đến Tăng Bảo trong vòng sanh tử luân hồi
do nghiệp duyên sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và thành tựu ba la mật và chứng đắc đạo quả trong kiếp này và kiếp vị lai và thành tựu các bậc thánh nhân. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời, Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha, mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Nam Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chi phước thành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và tiến tu trong chánh pháp của Đức Phật, ngõ hầu chấm dứt tử sanh luân hồi khổ đau. Nam mô Bụt Tha Giá. Hôm nay thì chúng ta học bài kệ số 46. Và chích nghĩa từ vựng, trước khi chích nghĩa từ vựng thì chúng con xin đọc cái bài này một lần. Phê nu bác măng, ca giá bí măng, quý đi tòa, ma ri chích thăm măng, á phí xăm bút thà nô, chê tòa, nát, ma rắc sắc, bác búc phá, ca ní, á đát sắc năng, mách chú ra chát sát gách chê. Ở đây nghĩa văn xuôi được ngài dịch là: sau khi biết được cái thân này tựa như bọt nước, sau khi biết rõ nó có bản chất giả tưởng, nên chặt đứt những cái chồi hoa tái sanh về ba cõi của ma vương và vượt khỏi tầm mắt của thần chết. Cái từ phenomang là một cái hợp từ gồm có hai từ, hay là nhóm từ gồm có hai từ là phê lá cộng với upama. Câu kệ này chia theo đối cấp. Nghĩa của nó là tọa như cái bọt nước. Tọa như cái bọt nước, ví như là cái bọt nước. Tại sao cái thân của chúng ta nó to lớn như này mà Đức Phật này biểu chúng ta ví như bọt nước? Bởi vì cái thân này chúng ta biết là chúng hình thành lên từ cái tinh cha, huyết mẹ và cái sắc nghiệp. Lúc đầu phôi thai rất là nhỏ và do duyên của nghiệp, do duyên của vật thực, do duyên của thời tiết, do duyên của tâm, dần dần cái thân này được nuôi dưỡng bằng cơm cháo và thấy nó lớn như vậy, nhưng mà nó mang rất là nhiều cái rủi ro, mang rất nhiều những cái ô uế, mang rất nhiều những cái bệnh tật, và hàng ngày phải đắp đổi cho cái thân này. Chúng bị nóng, bị lạnh, bị tổn thương bất cứ lúc nào, bởi vì chúng là những cái tính chất của tứ đại giả hợp. Chúng rất là vô thường, chúng không phải là con người này, không phải là con người kia, mà chúng chỉ là những cái sắc pháp hữu vi, nên là có khi cái tâm này nó cũng nằm liệt, cái tâm này nó không, cái gió nó cũng nằm liệt lửa người, cái nóng nó cũng làm hư, nó làm hư thối cái mọi thứ, nên là cái thân này nó giả hợp như vậy, nó như bong bóng nước và nó rất là vô thường. Khi mà nghiệp nó chi phối cái thân này, khi mà cái tử thần đến thì cái thân này nó không có tồn tại được nữa. Và cái thân này nó giả hợp, bởi vì nó luôn luôn phải sanh diệt, nó không thể ngừng cái sanh diệt của nó được. Những cái sắc này nó không thể ngừng cái sanh diệt của nó được. Và hàng ngày thì chúng ta quên mất cái nóng, cái lạnh, cái cứng, cái mềm của nó là luôn luôn sanh diệt, nó như cái bọt nước vậy đó. Những cái tứ đại ở bên trong này, và cái thân này thì chúng ta biết rằng là nó là những cái xứ
đó là những cái xứ của những cái tứ đặt nhau, cái xứ thuộc về tim gan, rồi nó nằm ở những cái phần này phần kia, nó rời rạc những cái khung, nhưng mà nó kết hợp, nó đeo neo đậu với nhau, chứ còn nó cái bản chất giả hợp của nó. Nên là nó vô thường, nó vô thường, nó vô thường. Nhưng mà thì sao? Nhưng mà tất cả chúng ta đều rất là tham ái, dính mắc vào chúng. Và cái thân này thì sao thưa quý vị? Cái thân này nó như là một cái nắm cho, nắm bụi thôi. Và khi mà chúng ta thấy những cái con vật bị chết, chúng ta chặt, chúng ta bầm ra mà chúng ta nấu canh đó, thì những cái miếng thịt, những cái miếng tứ đại nó cũng như là cơm, canh, rau này kia, nó từng cái khúc rất là nhỏ. Nếu mà chúng ta bầm nó ra thì nó lại rất là nhỏ nữa, mà chúng ta thiêu nó thì nó cháy, nó thành những cái một cái nắm cho tàn mà chúng ta luôn luôn khao khát với nó, giữ gìn nó cả hàng trăm năm, chúng ta chấp thủ với nó, chúng ta nương nhờ vào đó để tạo nghiệp này, để một cái thân mới nữa, và cái thân mới nữa này tiếp tục cái con đường đó nữa, và tử sanh cứ viên miễn như vậy. Nên là khi giáo pháp của Đức Phật được thuyết ra, Ngài thấy được cái tính chất bọt nước này, nên là chúng ta cái bậc trí thường xuyên quán về cái thân này để ly tham và không mong cầu tất cả những cái thân nào nữa. Đó là cái điều mà cái chỗ này chúng ta cần phải rất là hiểu biết về cái thân này. Cái từ phê ná là một cái danh từ nam tắm, chỉ cho cái bọt nước mà chúng ta biết là khi mà một mưa tới đó trên sông đó, thì cái giọt mưa nó rơi xuống những cái ao hồ đó, thì nó nổi lên cái bong bóng và nó tan ngay. Nó ví như là cái bong bóng nó tan ngay. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn thấy nó là thường? Bởi vì chúng ta không quán những cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh của nó, cái chuyển động thay đổi liên tục của nó. Nên là chúng ta cứ ngỡ như là cái thân của tôi là nó sống cả trăm năm, nhưng mà cái thân đó là cái thân khái niệm. Còn cái thân ở đây chính là cái tính chất cứng, mềm, nóng, lạnh, căng trùng, thì nó thay đổi liên tục. Cái sát na cứng của cái sát na trước không phải sát na cứng của cái sát na này nữa. Thì khi mà chúng ta thấy được nó vô thường như vậy đó, thì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải hiểu nó là bọt nước. Upama là một cái tính từ, nó là giống như là tọ như hay là ví như. Ca giá là một cái danh từ nam tánh. Danh từ nam tánh chia theo đối cách là chỉ cho cái thân này. Vậy thì cái thân này là gì? Cái thân này là tôi hay là gì? Cái thân này nó chỉ là các đại, các cái xứ của nó, các cái danh giới của các cái xứ của nó. Nó là bất tịnh. Nó có những cái tính chất như là cứng, mềm, nóng, lạnh, màu, mùi, vị, âm thanh, cái thân này. Đó, thì những cái đó nó hợp, nó gá hợp vậy thôi. Và nó luôn luôn chi phối bởi cái sự vô thường của nó. Nên là thân của chúng ta luôn luôn là phải hoạt động. Nếu không hoạt động là sao sẽ bị liệt liền. Nên là luôn 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 phải sanh diệt là như vậy. Ca giá là một cái danh từ chỉ cho cái thân. Cái thân ở đây thì chúng ta biết là trong cái bài pháp này thì cái thân ở đây cũng chỉ cho cả cái năm uẩn nữa. Vidita, cái căn của nó là căn quýt. Căn quýt và tiếp biến ngữ của nó là toa. Toa tức là quý đi tá, quý đá tí. Động từ nguyên mẫu của nó là quý đá tí, nhưng mà ở đây nó theo động từ bất biến, là sau khi biết được, sau khi biết rõ. Sau khi biết rõ biết được là gì? Là cái vị hành giả đó hàng ngày quán cái thân này, biết rõ được cái tính chất cứng, mềm, nóng, lạnh của nó thay đổi liên tục trong đời sống hàng ngày, phải sanh diệt như vậy. Nên là cái thân này nó thật sự
nó không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nó chỉ có cái bản thể là vô tri vô giác. À, bản chất của nó là chính là những cái tính chất mà được cái tâm nó kinh nghiệm, chỉ là cứng, là mềm, là nóng, là nặng, là căng, là trùng, giãn lở, chứ nó không thực sự là một cái con người nào, không phải là cái tôi, không có ai cai quản được cái thân này cả. Mà cái thân này là pháp hữu vi, là do duyên sanh, chúng rất là vô thường, biến hoại, đổi thay đó. Thì cái sau khi biết rõ đó, như vậy bây giờ quý vị có thân không? Bây giờ quý vị có thân không? Bây giờ có cái cứng cái mềm không? Cái cứng cái mềm của ngày hôm nay có phải cái cứng cái mềm mà chúng ta kinh nghiệm ngày hôm qua không? À, thì ra là chúng ta đã quên hết các pháp trong đời sống hàng ngày. Chúng ta học pháp là chúng ta chỉ nhớ cái chữ, mà chúng ta không quên được, không bao giờ nhớ những cái tính chất này. Khi chúng ta cầm một cái ly nước, khi mà chúng ta nhai một miếng cơm, khi mà chúng ta nắm tay một cái ai đó, chúng ta quên hết những cái tính chất cứng mềm đó, mà chúng ta chỉ nhớ tay, nhớ con người này, nhớ cái kia. Chính vì vậy mà cái khái niệm này nó trùm lên, và vô minh thì nó có cái thức ăn của nó che phủ hết những cái tính chất này trong đời sống. Như vậy thì chúng ta có cần phải đi đâu đó để hành thiền, chúng ta có cần phải ngồi, chúng ta có cần phải đi tìm cái đó, cái tìm cái gì để thực hành hay không, hay là các pháp nó đang hiện khởi ở đây rồi? À, như vậy thì chúng ta thấy được là tu tập ở đây tức là chánh kiến, chứ không phải là tầm cầu. Mà chánh kiến thì phải thấy rõ cái gì đang sanh và đang diệt. Như vậy để cho chúng ta thấy, và chúng ta thì luôn luôn đeo đuổi một cái ý niệm về ngã, thực hành một cái gì đó, và chúng ta đã quên mất rất nhiều những cái pháp sanh khởi trong đời sống hàng ngày. Cái đó chính là vô minh đang che đậy cái bản chất thật của các pháp. Nên là chúng ta cần phải nhìn lại. Nếu không thì chúng ta sẽ không thể thấy được lời dạy của Đức Phật. Marichi thammang afi sambuddhano, là trong khi biết rõ nó bằng bản chất giả tưởng, bằng bản chất giả tưởng, giả hợp. Marichi thammang, cái từ nó là một cái hợp từ marichi cộng với thamma. Hai cái từ này ghép lại nó là một cái nhóm từ, ở đây chia nam tánh mà chia theo đối cách, là nó có bản chất giả tưởng hay là giả hợp đó. Có bản chất mờ ảo, có bản chất mờ ảo. Nhưng mà chúng ta thấy cái thân này đó, thì ở bên trong nó được ghép với rất nhiều những cái mẫu xương, mẫu xương đầu, mẫu xương tay, mẫu xương chân, mẫu xương ấy, và những cái đường gân nó cột lại, những cái tứ đại của nó chằng chịt, và nó cột lại vậy thôi. Nó rất là vô thường. Có bản chất mờ ảo, có bản chất là huyễn mộng, có bản chất là huyễn mộng. Huyễn mộng, khi mà bản chất mộng của nó thì cái thân này chúng ta biết nè, chúng ta chỉ thích nhìn cái người đẹp, nhìn cái làn da đẹp của họ, mà chúng ta quên mất cái bản chất ở bên trong của chúng. Chúng chỉ là những cái yếu tố bất tịnh, đổ vỡ liên tục. Chúng ta luôn luôn phải xây đắp cho chúng, nhưng mà rồi chúng cũng đổ vỡ. Không có cách nào mà không đổ vỡ được cả. Nên là hàng ngày chúng ta luôn luôn phải đi tìm những cái tứ đại để nuôi cái tứ đại này. Và kiếp nào cũng vậy, chúng ta cũng lại tiếp tục đi tìm những cái tứ đại để nuôi cái tứ đại. Và rồi chấp những cái tứ đại này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Mỗi một kiếp sống chúng ta đều chấp. Kiếp này chúng ta mang cái thân này thì chúng ta chấp ngã vào cái thân này. Còn tái sanh ở kiếp khác thì chúng ta mang cái thân gì thì cái tâm nó lại chấp ngã vào cái thân đó. Khi mà chúng ta không hiểu được cái bản chất của thế giới chỉ là những cái yếu tố vô cùng ngắn ngủi, sanh lên và diệt,
không có một cái con người cụ thể nào ở đây, ở trong bất cứ thế giới nào cũng không có một cái con người nào cả. Ngay kể cả cái từ là các bậc thánh thì cũng chỉ cho một cái thực tại thôi. Thực tại đó là kinh nghiệm niết bàn, một cái tâm trí nó kinh nghiệm một cái trạng thái niết bàn thôi. Chứ còn không có một cái con người nào tu tập, không có một cái con người nào kinh nghiệm niết bàn, không có một cái con người nào thực hành thiền định hay thiền tuệ cả. Mà chỉ có pháp, một cái hành uẩn, một cái sở hữu trí tuệ, nó hoạt động theo nhân duyên của nó ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn nếu không thì nào vô minh, thì chúng chìm vào cái vòng sanh tử luân hồi này mà thôi. Như vậy thì để cho chúng ta thấy được rằng khi chúng ta học hiểu giáo pháp này, chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Chúng ta nói rằng học Phật pháp nhưng mà chúng ta xa rời với cái sắc la hiện tại thì làm sao mà chúng ta học hiểu đúng lời Đức Phật dạy được. Cái từ marichí là danh từ trung tánh, là cái sự giả tưởng, sự mờ ảo, sự huyễn mộng, huyễn mộng. Từ thamma là danh từ nam tánh. Thamma ở đây nè, thamma ở cái thân này là cái bản chất gì? Bản chất của cái thân này là gì? Là không phải là con người, mà bản chất ở cái thân này là nó có nhiều cái thamma, như là cái sắc xứ, như là cái nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, hay là những cái sắc xứ, hay là những cái tính chất cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân. Và tất cả những cái đó nó có bản chất vô thường, khổ và vô ngã do duyên sanh, mà không có một ai ở trong đó, không có sự kiểm soát nào ở trong đó. Chúng diễn ra hoàn toàn phụ thuộc vào nhân và duyên của chúng, và rồi chúng diệt đi. Liệu rằng có ai có thể sanh ra cái thấy được không? Liệu rằng có ai muốn mình cái thân này đừng có già được không? Đừng có bệnh, đừng có chết được không? Liệu rằng có ai muốn rằng tôi đừng có tham, tôi đừng có sân, tôi sẽ ngăn ngừa được tham sân si không? Ai làm được việc đó không? Liệu rằng có ai nói bảo là bây giờ tôi đi hành thiền, tôi đắc thiền không? Nếu mà mình làm được thì cả thế giới này cũng làm được chứ. Nhưng mà điều đó là không thể. Tất cả các pháp chỉ thuận vào nhân và duyên của chúng mà thôi. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta học giáo pháp của Đức Phật rồi thì chúng ta sẽ ngăn cản được tham sân si, chúng ta sẽ quyết định được cái đời sống của mình, chúng ta sẽ có được một đời sống tương lai tốt đẹp. Đó là chúng ta đang chìm trong vô minh hết. Mà chúng ta không hiểu được tất cả mọi khoảnh khắc của pháp đều do duyên sanh, là vô thường, khổ và vô ngã. Và chúng ta học Phật pháp không phải để ngăn ngừa tham sân si, mà để hiểu chúng và xả ly mà thôi. Chứ chúng ta không có làm gì được. Khi mà tham đã sanh khởi thì không có ai ngăn cản được cái việc đó hết. Khi mà sân nó sanh khởi không có ai ngăn cản được. Nếu mà ngăn cản được thì người ta đã ngăn cản trước cái sân đó rồi. Do đó mà chúng ta thấy thế giới này có lúc bạn sân, nhưng mà có lúc bạn si, có lúc bạn thiện, người khác cũng vậy, nó đang xen lẫn nhau. Và lúc mà chúng ta bị người khác chửi thì chúng ta cho rằng cái người đó ác độc. Còn khi mà chúng ta chửi lại người khác thì người khác cũng lại cho chúng ta là người ác độc. Như thực tế tất cả những cái khoảnh khắc đó chỉ là những cái khoảnh khắc của pháp sanh khởi do duyên mà thôi. Nên là lúc này các bạn bất thiện, lúc khác các bạn thiện, và ai ai cũng vậy. Do đó khi chúng ta hiểu được pháp thì chúng ta không còn trách cứ người này làm cho tôi buồn, tôi sầu, tôi vui, tôi khổ nữa. Và khi chúng ta hiểu chúng là vô thường, khổ, vô ngã thì cuộc sống của chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Như vậy chúng có cái bản chất, thamma là có cái bản chất, mọi vật, pháp, lời dạy của Đức Phật.
Như vậy bây giờ có thâm ma không? Âm thanh chính là thâm ma. Cứng, mềm, nóng, lạnh chính là thâm ma. Thấy chính là thâm ma. Ngửi chính là thâm ma. Nghe chính là thâm ma. Suy nghĩ chính là thâm ma. Sân là thâm ma. Tham là thâm ma. Si là thâm ma. Tà kiến là thâm ma. Chánh niệm là thâm ma. Xúc là thâm ma. Thọ là thâm ma. Tưởng là thâm ma. Hành là thâm ma. Tất cả những cái gì ở trong đời sống này đều là thâm ma hết. Nhưng mà không được hiểu, không có cái hiểu về thâm ma. Chúng ta luôn luôn quên mất đây là thâm ma. Chúng ta chỉ nhớ là tôi và cái người thương của tôi, người ghét tôi, mà chúng ta không biết đây là thâm ma. Chúng có tính chất riêng biệt. Đối tượng thiệt giác thì không phải là con người, không phải là bạn bè, không phải là anh em, không phải là ai cả. Chúng là một thâm ma. Nhãn căn không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải đàn bà, đàn ông, mà chúng là thâm ma. Cái thấy là tha. Đó là bản chất. Như vậy, các bạn bây giờ có thâm ma không? Cái từ tiếp theo nữa là Avisambuddhano, là một cái hợp từ. Cái căn của nó là căn bút. Afi cộng với sam. Ở đây chia theo hiện tại phân từ thuộc năm tánh, chia theo chủ cách, là trong khi biết rõ, trong khi thấu hiểu. Afi là bên trên, hay còn gọi là Afi là bên trên, hay là còn gọi là cao tột nữa hả? Nhưng mà á phí thâm má đó. Sân là toàn diện, tự mình. Bút là cái căn của nó chỉ cho sự hiểu biết. Ở đây chỉ cho tuệ giác. Ha? Chỉ cho tuệ giác. Cái từ chê toa nát. Mà rát sát. Báp búp phá ca ní. Sau khi chặt đứt những chồi hoa, tái sanh về ba cõi của ma vương. Như vậy chặt đứt cái gì? Chặt đứt cái vô minh. Chặt đứt cái vô minh và ái dục. Ái dục về cái gì thưa quý vị? Ái nhiễm về cái đối tượng thị giác. Vô minh về cái đối tượng thị giác. Màu, mùi, vị, âm thanh. Vô minh về cái trạng thái an tịnh của thiền. Trạng thái hỷ lạc của thiền, bám chấp vào hỷ lạc của thiền. Cắt đứt mọi cái sự hiện hữu tái sanh. Như vậy thì, nhưng mà phải hỏi một câu là tại sao mà phải tái sanh làm con người, giúp đi chơi này kia, đẹp đẽ, có nhà, có cửa, có vợ thương yêu, có con cái, đi chơi bạn bè hàng ngày ngao du như vậy. Cuộc sống tươi đẹp quá mà sao phải cắt đứt tái sanh làm gì? Chúng ta thử hỏi xem. À, để chúng ta thấy không, khi mà từ sáng đến giờ chúng ta gặp bao nhiêu đối tượng thị giác rồi, bây giờ chúng ở đâu? Chúng ta nhắm mắt lại đi, bây giờ chúng ở đâu? Chúng vô thường rồi phải không? Chúng không còn nữa. Và khi chúng ta ngủ say thì vợ con, nhà cửa, tiền bạc, tất cả mọi thứ ở đâu? Và rồi tất cả vợ chồng, con cái, những gì đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này, những bạn bè, những thầy cô yêu dấu này, chỉ cần một sát la tâm tử tới, nó đã cuốn trôi đi tất cả. Những cái hành trình tạo dựng cả một cái kiếp người dài đằng đẵng. Mọi kỷ niệm đẹp đẽ đều tan biến.
khoảnh khắc sau, khoảnh khắc của kiếp sau chỉ còn nhớ lại một cách mông lung. Thậm chí là cái người cha, người mẹ ở kế bên mình. Chúng ta đi đám giỗ qua nhà. Cái kiếp trước của mình ở ngay trong xóm làng của mình, tâm của chúng ta cứ ngỡ và cứ quen. Nhưng mà rồi chúng ta nhớ đây là mẹ cha mình, họ cũng không nhận mình nữa. Họ, mình gọi vợ, mình gọi đây là vợ mình, như họ vợ mình lấy chồng khác, họ cũng không còn nhận mình nữa. Thì có phũ phàng không? Có đau khổ không? Bản chất của pháp hữu vi là như vậy đó. Và cuộc sống này nó chỉ có những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm cứ sanh lên và diệt suốt cả ngày. Cái mà chúng ta cho rằng con người này, người kia, nhưng thực tế nó chỉ là những cái yếu tố của cứng, của mềm, của nóng, của lạnh, của sanh già đau chết. Của tham, của sân, của si thì có đau khổ không? Cuộc sống nó chỉ đơn điệu trong từng khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, sanh, diệt suốt cả ngày như vậy. Đó không phải là khổ đế ư? Và hằng ngày chúng ta tham ái cũng chỉ tham ái trên đó thôi. Chúng ta muốn líu kéo những cái màu sắc đẹp đẽ, nhưng mà chúng lại mất đi, chúng trôi đi theo cái nhân duyên và theo cái sự vô ngã của chúng. Thì có đau khổ không? Mà cái mà chúng ta đeo đuổi đó chỉ là những cái màu, là những cái ảo ảnh, là những cái bóng hình của tứ đại, ẩn lên một chút xíu rồi tan biến mất như những bọt nước như vậy. Thì cái đó để làm cái gì? Và chúng ta cứ tưởng ra đây là người yêu của tôi, đây là một gia đình đầm ấm, đây là một bờ môi thon thả. Và tất cả những thứ đó nó đều tan biến mất hết. Và đã vô lượng kiếp sống mà đâu có phải được làm người mà cứ yêu thương mãi trong một cái tiến trình đó, phải không? Nên là pháp hữu vi nó có bản chất là đau khổ như vậy. Nên Đức Phật dạy khổ đế cần phải liễu chi. Và chúng ta tưởng khổ đế ở đâu ư? Chính là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, những cái cảm thọ của chúng ta sanh lên và diệt suốt cả ngày. Lúc chúng ta đang vui như vậy, tự nhiên anh em tụ họp chút xíu cái này chia tay rồi. Tất cả gia đình của chúng ta hạnh phúc, cả thế giới đang hạnh phúc. Trong tâm của chúng ta nó chỉ có một cái cảm thọ u phiền. Thì thế giới của chúng ta chỉ có mỗi cái khoảnh khắc đó mà thôi. Đó là sự cô đơn, đó là sự cô độc của pháp, đó là sự độc cư của pháp. Rồi nó lại diệt đi. Đó không phải là đau khổ ư? Và chúng ta cứ đi tìm mãi những cái hỷ lạc đó. Nhưng mà có cái hỷ lạc nào của ngày hôm qua sanh lại không? Có cái hỷ lạc nào của cái khoảnh khắc trước nó sanh lại không? Không, nó chỉ sanh với đúng một cái nhân duyên khoảnh khắc đó duy nhất trong vòng sanh tử luân hồi mà thôi. Chính vì vậy, nó là đau khổ, nó là khổ. Vì nó sanh lên và diệt một lần duy nhất trong vòng sanh tử luân hồi. Và chúng ta cứ ngỡ như là chúng ta sẽ đi tìm được những cái hạnh phúc nào đó. Nhưng mà nó chỉ tùy thuận trong nhân duyên rất là ngắn ngủi. Và rồi tan biến. Tiếp theo nữa là cái gì? Từ chê toa, marasang, puppa, hakari. Là sau khi chặt đứt những cái chồi hoa đó, sau khi thấy rõ được tất cả pháp hữu vi là khổ, là vô thường, là bóng ảnh, là bào ảnh,
là các uẩn sanh lên và diệt. Đó không phải là người thương, đó không phải là người yêu. Đó là pháp. Đó là những tố. Còn cái từ Marasa, Mara, Mara là danh từ nam tánh, sở thuộc cách của ma vương. Ma vương ở đây chỉ cho gì? Tham sân si. Ma vương ở đây chỉ cho gì? Chỉ cho tất cả những nghiệp thiện và nghiệp bất thiện còn đang được tham sân si nuôi dưỡng, và những cái hành động mà mong ước tạo tác để tái sanh này. Để cho chúng ta thấy rằng là để mà có được khoảnh khắc của chi kiến chánh nơi đời sống của chúng ta là vô cùng hy hữu. Và hàng ngày thì chúng ta thấy có nhiều, chúng ta sống từ ngày này tới ngày khác, ma nó luẩn quẩn ở trong nhà chúng ta. Vợ chúng ta là ma, con chúng ta là ma, nhà cửa chúng ta là ma, cái thân của chúng ta là ma, chúng ta suy nghĩ toàn với ma suy nghĩ không à. Tham sân si tà kiến, sau cái thấy cái nghe, chúng ta mong ước, chúng ta dệt lên đủ thứ đủ loại. Không có một chút chánh niệm, một chút hiểu biết nào, đúng không? Và ngay kể cả bản thân của các sư cũng vậy thôi. Có một chút chánh chi kiến này thì nói đến cho quý vị ở đây thôi, chứ chút nữa rồi ma vương nó lại tới. Ma vương chính là những cái tham sân si của chúng ta đã tích lũy vô lượng kiếp trong đời sống này rồi, bám líu vào cái dòng tử sanh này rồi. Chứ ma ở đâu? Ma ở sau cái thấy cái nghe của chúng ta đó, ngửi của chúng ta đó, nếm của chúng ta đó, xúc chạm của chúng ta đó. Khi chúng ta thấy cái màu đẹp thích thú là ma đó. Sân hận là ma đó. Thiện pháp của tôi là ma đó. Tất cả mọi thứ đó, nếu không có chi kiến hiểu biết đúng đắn thì đều là con đường của ma hết. Từ Papuphakani, là Papuphakana là một cái danh từ trung cánh. Ở đây chia theo đối cách số nhiều là những bông hoa, những cành hoa. Những cành hoa ở đây cho những cái gì? Những cái mà sắc màu âm thanh mà chúng ta hỷ ái bám chấp, những cái cõi sống tốt đẹp mà chúng ta muốn muốn có được, muốn hiện hữu, chỉ cho tham ái, vô minh tà kiến. Cái từ Arasanang Machura Chassa Goche là lên vượt khỏi tầm nhìn của thần chết. Như vậy nhìn, muốn vượt khỏi tầm nhìn của thần chết là gì? Là chánh niệm tỉnh giác vào những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, cứng mềm, nóng lạnh, tham sân si khi chúng hiện khởi trong đời sống này nè. Vượt lên trên nó. Thấy chúng cái này thật sự chúng không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Không chấp thủ một vật gì ở trên đời nữa. Bởi vì đã hiểu tất cả những cái gì ở trên đời này nó chỉ là những cái danh sắc, là những cái thân tứ đại ẩm chứa đầy những khổ đau, nghiệp quả, sanh già bệnh chết. Mà thôi. Thật khó mà nói rằng là đối tượng thị giác này không phải là con người, phải không ạ? Chỉ khi nào chúng ta có trí tuệ thì chúng ta mới thấy ồ, đối tượng thị giác này nó không phải là ai cả đâu.
Nếu mà không có tứ đại này hay tứ đại khác thì không có cái gì gọi là con người hay cái ly cái nhà được cả. Nhưng mà cái đối tượng thị giác thì nó không phải là tứ đại. Cái tính chất tứ đại thì nó không được kinh nghiệm bởi cái thấy. Cái tính chất tứ đại nó chỉ được kinh nghiệm bởi cái thế giới của nó, chính là cái thân thức mà thôi. Nhưng mà cái được thấy nó phải phụ thuộc vào tứ đại để nó sanh khởi. Cái được nghe cũng vậy, cái được ngửi cũng vậy, cái được nếm cũng vậy. Như vậy các pháp nó đang sanh khởi ở đây. Arasanang là cái danh từ chúng tánh, là vượt khỏi cái tầm nhìn, sự không nhìn thấy. Tức là lúc trước chúng ta tầm nhìn là chúng ta toàn nhìn vào con người này, con người kia. Chúng ta nhìn vào cái tham này là của tôi, tham này của người khác. Bây giờ chúng ta nhìn vượt lên cái tầm nhìn hạn hẹp của cái con mắt, của cái ý niệm, mà phải nhìn bằng cái tuệ giác để thấy rằng đây chỉ là những cái tính của pháp hữu vi sanh khởi trong cái thời khắc ngắn ngủi bởi duyên duyên của chúng và rồi diệt đi. Chúng không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cái từ Dasana, căn của nó là căn ít cộng với Ana, danh từ chúng tánh là tầm nhìn, việc nhìn thấy, việc trình diễn, nhìn thấy được những các cái pháp tách khỏi cái thế giới ảo của chúng ta, không có ghép lối chúng thành một cái gì cả, và thấy được cái tướng vô thường, khổ và vô ngã của nó. Đó là tầm nhìn của các bậc chí, tầm nhìn của các bậc thánh nhân, và chính là tầm nhìn của tứ niệm xứ, của tứ thánh đế mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta con đường bát chánh đạo để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn cái từ Machura Chất Sát, mắt chú cộng với ra chá, là một cái nhóm từ lam tánh, ở đây chia theo sở thuộc cách, là của thần chết, của vua thần chết. Thần chết ở đây tức là gì? Là nghiệp sanh tử, là tâm tử. Thần chết ở đây tức là cái thần chết này nó gieo rắc chết cho chúng ta nhiều nhiều vô lượng kiếp sống. Và ngày nào mà chúng ta không nhìn được cái thấy này sanh lên và diệt, và cái thần chết này cũng sanh lên và diệt, hai cái khoảnh khắc này nó cũng giống nhau mà thôi, nó cũng phải sanh lên và diệt. Thì chúng ta còn rất là sợ chết, còn rất là ái luyến, còn rất là thương tiếc. Thì cái thần chết nó cứ cái ái và cái vô minh nó cứ đeo đuổi dai dẳng hoài, và chúng ta cứ sanh đi rồi chết lại, chết hoài hoài trong vòng sanh tử luân hồi. Và thần chết thì chúng ta biết rồi đó, chưa có chừa một ai ở thế gian này cả. Giàu là mẹ cha, giàu có sang hèn, dài ngắn nhiều chân, hai chân, một chân, trên trời dưới biển, thiền định thần thông thắng trí các bậc thánh nhân, là thần chết là đến hết, không có chừa một ai hết á. Bởi vì thần chết chính là tâm tử, mà tâm tử là pháp, nên không có ai chạy khỏi được thần chết. Khi đã có hiện hữu thì thần chết phải đến. Nên là các bạn cứ yên tâm, an toàn, lo quán xét tu tập, đừng có sợ chết, mà hãy sợ rằng mình không có hiểu biết về khoảnh khắc này. Chứ còn chết là chắc chắn rồi đó. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi hằng ngày nó chết suốt cả ngày, sao chúng ta không sợ? Và chúng ta nghĩ rằng cái chết nó chưa tới mà. Mắt chú là cái sự chết, cái sự vô thường. Ra chá là danh từ năm tánh vua, thì chúng ta biết là thần chết là vua mà. Vua thì làm sao mà ai chịu nổi, phải không? Thần gắt chê, canh găm, là một cái động từ là lên đi, lên vượt. Như vậy vượt qua thần chết là gì? Là tự tại, là xả ly, là bất động đối với các hành, còn đắm nhiễm đối với tất cả những gì qua mắt, qua tai, qua mũi, qua thân, qua ý. Biết thân như bọt nước, ngộ thân nhà như huyễn, vẽ tên hoa của ma, vượt thần, vượt tầm mắt thần chết. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bây giờ thì chắc là chúng con sẽ kể một cái câu chuyện là đủ để kết thúc rồi, phải không?
Kính bạch chư đại đức tăng, câu kệ này, pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngài an ngự tại gần thành Sa-vát-thi, Sa-vệ, và ngài đề cập đến một vị tỳ kheo. Khi mà ngài thấy những cái bào ảnh ở đây tức là mùa nắng lên, ngài đi đường xa thì ngài thấy cái bào ảnh. Và tương truyền rằng vị tỳ kheo này sau khi ngài được nghe cái lời dạy của Đức Thế Tôn về cái sự quán xét từ nơi Đức Bổn Sư, và ngài đi vào trong một cái khu rừng sống an tịnh để mà ngài suy quán về các pháp, và ngài sẽ hành cái hành sa môn pháp như lý giác sát. Và sau một thời gian tinh tấn công phu thì ngài không có chứng đắc A-la-hán. Và lúc đó vị sa môn mới nghĩ rằng chắc ta còn thiếu sót, mới để mình vì đó khởi ý đi về để trình bày lên Đức Thế Tôn để ngài bổ khuyết cho. Và khi duyên tới, ngài đi dọc đường á, thì ngài trông thấy cái bào ảnh, tức là cái ánh nắng nó dọi xuống phát sanh lên, thì tâm của ngài phát sanh lên cái chánh niệm tỉnh giác. Ngài niệm rằng cũng giống như cái bào ảnh này nó phát hiện trong cái mùa hè, đứng ở xa thì trông như là có thật vậy đó, nhưng đến gần thì nó chẳng còn cái hình bóng chi cả. Chúng ta cũng vậy, chúng ta mở mắt ra, chúng ta nhìn thấy người kia. Bây giờ quý vị nhắm mắt lại thử xem là quý vị có nhìn thấy cái gì không. Vậy thì cái con người đó đi đâu rồi? Nó chẳng có con người nào đâu, bởi vì nó là một sắc pháp. Nó chỉ in dấu khi mà con mắt được mở ra và cái tâm thấy nó thấy rất là ngắn ngủi. Và cái thân ngũ uẩn này cũng vậy, nó cũng sanh và diệt hư ảo như thế. Và ngài quán xuyên suốt, và vị sa môn vừa đi, tâm ngài vừa quán xét cái đề mục bào ảnh đó. Như vậy chúng ta thấy chứng đắc đạo quả hay là trí tuệ nó không có liên quan gì tới cái vấn đề mà chúng ta đi tìm cầu thực hành cái gì đó. Đi tìm cầu mà thực hành cái gì đó, đó là tà tầm, là tà tư duy. Chánh kiến là nó phải thấy đúng, biết đúng ngay khoảnh khắc hiện tại. Chánh kiến nó không có suy nghĩ, suy nghĩ gì hết. Chánh kiến là nó hiểu, chánh niệm là niệm liền, chứ không có nói chuyện mà đi tìm cái gì đó để thực hành. Cái pháp hành thiền tuệ nó rất là đặc biệt ở chỗ đó. Và đến khi đi đường xa mệt mỏi thì vị ấy mới xuống sông Achirawati, ngài tắm. Thì ngài tắm xong thì nên ngồi nghỉ ở trên bờ. Thì lúc đó tâm của ngài mới nhìn xuống cái dòng nước đang chảy xiết, thì trên mặt nước nó cuồn cuộn nhiều cái bọt nước nổi lên rồi tan biến. Và ngài nghĩ rằng cái thân ngũ uẩn này nó cũng nổi lên rồi tan biến như những cái bọt nước mà thôi. Thì chúng ta thấy cái thân này lúc thì nó nóng lạnh, lúc thì nó căng trùng, nó xâm diệt, lúc thì nó đói khát, nó no vậy thôi, rồi nó tan vỡ. Và vì đó lấy cái đề tài này làm cái đề mục tham thiền. Và khi ấy Đức Thế Tôn, ngài đang đứng ở trong hương thấp, ngài trông thấy vị tỳ kheo đang ngồi trên cái bờ sông quán niệm về những cái bào ảnh, thì ngài mới hướng tâm tới: này tỳ khu, tự ngã này cũng giống như bọt nước. Tự ngã ở đây chỉ cho cái thân bao nhiêu đời mà chúng ta chấp thủ này, nó như là những cái bọt nước mà thôi. Nó chỉ là những cái đống sắc, nó chỉ là những cái nhóm sắc này, nhóm sắc kia, nó tụ hội theo nhân duyên.
và nó sanh diệt một cách vô cùng ngắn ngủi. Và khi mà nó còn cái thân tạm bợ này do nghiệp á, thì nó cũng sanh diệt và nó lão lại dần đến 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm. Thì nó cũng chỉ được quăng vào nghĩa địa hay là nò thiêu, và cái mà nó còn lại chỉ là một nắm cho hay là một chút bụi. Như vậy chúng ta có cần phải tiếc nuối khi chúng ta chết hay không? Chúng ta có cần phải mong mỏi một chút bụi ở trong tương lai nữa không? Kheo tự ngã cũng vậy, giống như bọt nước bào ảnh. Nó có tính hằng sanh khởi và hoại diệt như thế mãi. Rồi Đức Thế Tôn thuyết cái kệ Phenu Pháp Măng Ca Giác Mi Măng Nguy Đi Tòa Mari Chí Thăm Măng Á Phí Săm Bú Thà Nô Chê Tòa Nắc Má Rát Sát Pháp Phúc Pháp Ca Ní Á Rát Sát Năng Mách Chú Ra Chát Sát Gạch Chê. Biết thân bọt nước đầu gành, giác thân huyễn hóa diệt sanh sự thường, phá vòng hoa dục ma vương, qua mắt thần chết lên đường thoát thân. Như vậy, nhưng mà chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta, đó là câu kệ con vừa đọc xong, khi mà chúng ta nghe thì nghe như vậy, nhưng mà sau chút nữa cái ý niệm về ngã lại chấp cái thân này, phải không? Chúng ta lại nghĩ, ô có cái thân này, phải để có cái thân này để tu chứ, để tu đắc đạo, đúng không? Có cái thân này mới tu được chứ. Đó lại là một vô minh, lại là một ý niệm về ngã nữa. Không, tôi không có tiếc cái thân này, tôi phải dùng cái thân này tôi làm nhiều thiện pháp. Lại là một vô minh, lại là một tà kiến nữa. Ở kiếp sau tôi tu tập như này, kiếp sau tôi được gặp chánh pháp, tôi tu tiếp nữa, lại là một tà kiến nữa. Nhưng khi có trí tuệ không hiểu như vậy. Trí tuệ hiểu, cái thấy là vô thường. Cái cứng mềm, nóng lạnh của ngày hôm qua đã vô thường. Chúng không còn sanh ở đâu nữa cả. Và cái cứng mềm này cũng vô thường. Chúng không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Con mắt này nó không tích lũy cái gì cả. Nó không chứa màu, không chứa mùi, không chứa âm thanh. Nó chỉ là một căn trần vô tri. Cái tai này cũng vậy. Trí tuệ thì nó không có dự định gì cho tương lai cả. Trí tuệ nó chỉ hiểu biết các pháp và xả ly mà thôi. Kiếp sau có thể là ngày mai, và kể cả ngày mai chúng ta sống, chúng ta chưa chết, thì ngày mai cũng vẫn là kiếp sau mà thôi. Và kiếp sau thì cũng không có cái gì ngoài cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, tham sân si, vân vân. Và nó chỉ có nhiêu đó, nó cứ sanh
rồi diệt mất, sanh rồi diệt mất. Thì bạn đi tìm cái gì nữa? Bạn cứ đi tìm cái sanh diệt như vậy thôi sao? Bạn có cái cứng mềm thì cái cứng mềm nó sanh diệt rồi. Thì cái khoảnh khắc sau, tưởng đó nó đi tìm được cái gì, nó lại có cái khoảnh khắc cứng mềm mà thôi. Có cái khoảnh khắc cứng mềm nó phát sanh lên hỷ ái. Có những cái khoảnh khắc cứng mềm á, thì nó phát sanh lên đau khổ. Phải không? Có cái cứng mềm chúng ta xúc chạm vào, cái là ái dục nó sanh khởi liền. Nhưng mà có cái cứng mềm mà chúng ta xúc chạm vào thì nó đứt tay đứt chân. Nó chạm vào cái tứ đại này, nó phát sanh lên thọ khổ. Chỉ thế thôi. Tất cả những gì chúng ta đắm nhiễm tham chấp, luyến ái trên cuộc đời này, chúng chỉ là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, âm thanh, những bộ xương đi lởn vởn ở trên cõi đời này. Và không phải là nghĩa địa ngoài kia mới có ma đâu. Tất cả những ngôi nhà, những thành phố đang lên đèn, nhà nào cũng đang chứa ma hết. Chỉ chờ sự chết đến và đem đi, đi chôn mà thôi. Đó là bản chất của chúng rồi. Cái gì sanh ra là phải hoại diệt. Khi biết như thế, bậc trí không có buồn rầu, không có tán dương. Bậc trí biết rằng cái thân này nó như bọt nước, nó hư huyễn, hư ảo. Cái tham chấp si mê tà kiến là ma vương, là cái mối họa, là cái hận thù, là cái sự gieo rắc những cái tử sanh cho mình và cho người mà thôi. Chúng ta tưởng là chúng ta lấy người vợ về là cho người ta hạnh phúc. Không phải đâu. Chúng ta biết Phật Pháp thì khi chúng ta lỡ lấy vợ về rồi thì chúng ta khuyên vợ chồng con cái chúng ta học Phật Pháp, đúng là cho hạnh phúc thiệt, đó là hạnh phúc thoát ly. Còn tất cả những người trên đời này nói về yêu thương thì họ đều nhốt trong sanh tử, bão bùng, trong bão táp, trong cái sự tạo nghiệp đau khổ đọa đày mà thôi. Chứ không có tốt đẹp gì hết. Rồi không khổ kiếp này thì cũng khổ kiếp khác, bởi vì sanh tử chúng ta tạo rất nhiều những cái nghiệp thiện và ác. Do vậy ở đây khi mà một người nào thường xuyên quán về cái thân mình là những cái đống bất tỉnh, giống như là bọt nước, như là huyễn mộng, cái thân này mong manh hư ảo, vì đó không còn tham luyến, không còn đắm nhiễm, không còn cho là tôi đẹp, tôi thường hành, tôi sống lâu, vân vân. Vì đó bẻ cái tên hoa của ma, tức là bẻ cái tà kiến về cái thân tâm này, diệt tận cái vô minh, vượt tầm mắt thần chết. Vượt tầm mắt thần chết ở đây, tức là kiếp này chúng ta đắc A-la-hán thì chúng ta vô dư niết bàn, không còn phải chết nữa, thì gọi là vượt tầm mắt thần chết. Giống như là các Đức Phật, các bậc thánh thủa xưa. Thời Pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi, phước báo phát sanh lên. Chúng con kính dâng đến tất cả chư Đại Đức Tăng, kính dâng đến tất cả chư Thiên, nhất là Đức Vua Trời, Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc Thầy Tổ, các bậc Hữu Ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng nguyên thuộc,
Chư Dạ So Long Vương Càng Thất Bà Súc Sanh Ngạ Quỷ Phi Nhân Atula Diêm Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và sớm nhiễu chi được tứ thánh đế thánh đạo. Phước báo này công nguyện là nhân là duyên, thành tựu ba la mật, thành tựu trí và luôn luôn tinh tấn học hiểu, thấu hiểu lời dạy của Đức Phật và chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Mong cho con thành tựu đầy đủ minh và hạnh xứng đáng là con của Đức Thế Tôn. Nam mô Bụt Tha nhé. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học số 46 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa minh hạnh đã rời rung. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Sư giảng pháp có mang đến lợi ích cho quý vị nhiều không ạ? Dạ luôn. Alo, quý vị có nghe rõ không ạ? Phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha sapa thamma sapa sangha nupavena sarasuthi phawantu te. Phawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa thamma sapa buddha sapa thamma sapa sangha nupavena sarasuthi phawantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng. Các sự thành lợi thường thường đến người, xin cho quả có tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tung Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti quý hà ra hoa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thể ra cha mat cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gama cha de sa ni gama cha isara sappana uta sukhita pawan tu te cha la bu cha ye pi cha anda sampawa samseda cha ta atavo papatika niya ni kang thamma wa rang ba tit cha te sappe pi dukkha sa kha ron tu sang kha yang Tha tu chi răng xá tăng thẩm mô, thẩm ma tha ra cha bút gá la, sang khô hồ tu sa mắc vô quá, a tha ya cha hi ta ya cha, âm hề rát khan tu sắc thẩm mô, sắp bê pi thẩm ma cha ri nô, vua thuyền xâm pa hu này ya ma, thẩm ma ri ya pa quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 7:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt.